Hồi nãy tôi chơi thua, tôi cay lắm rồi. Giờ mình kiếm cuộc thi khác đi. Bây giờ thi mở cái kiến với đội tao nè, chơi không? Tôi giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Sao mấy em ngồi đây chi vậy? Ngồi đây chơi chứ chi mày? Chứ không tìm không nữa mấy em. Ăn còn gáy hả mày? Ăn không gáy nhục lắm. Bố mày đang nói thật. Tưởng ăn anh là dễ hả? Chúng tìm nghề của anh. What? Thôi mấy em ngồi đây chơi đi. Anh trễ rồi, về quay clip. Thằng nó chơi đúng tìm. Thắng cái ha ha thì ghê. Ê tụi bay. Cái gì mày? Giờ mình làm kèo mình chơi lại nó không? Dứt. Mở cáo kiến đi. Chơi bay. Chơi luôn. Chơi. Em là dễ, cả em là easy mấy em luôn. Châu, biết mày tướng tới nào không Châu? Tướng tao như con đấu. What the hell? Mày tướng như con nhái, hắn mò cao kiến giỏi lắm á. Mày mò lại nó không? Thì mày chơi nên mày biết được hay không? Lỡ thắng rồi sao? Mày chơi. Chơi. Thằng Hoàng Thượng nữa, nó mò giỏi dữ lắm. Hay giờ lên chốt kẹo chảnh, đừng cho nó chơi. Hả? Vậy đi. Chơi à? Không được, nhưng mà bên đó nó nói mình anh gian. Chơi luôn. Mình đâu có ăn gian đâu mình sợ. Chơi, vô đi. Này, đi. Ê Khánh Khải, hồi nãy tao chơi thua tao cay lắm rồi. Giờ mình kiếm cuộc thi khác đi. Bây giờ thi mở cáo kiến với đội tao nè, chơi không? Tôi giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Mày không thấy anh Hòa tao ngồi đây hả mày? Game gì mấy anh nhóc? Gỗ solo bắt cá hay gì? Ê Khánh Khải, hắn ngồi gây hả mày? Sao chưa biết mày? Là ai đâu hơn ai đâu. Chơi không? Chơi không? Mày có biết tao nổi danh là mò cá lóc kiến giỏi đó ấy lộn. Mày có biết tao nổi danh là mò cá lóc kiến giỏi nhất xóm này không? Đồ nói chùm mình nói cà lâm nữa. Đâu chuyện thiệt. Thôi mấy em bóp về đi. Miệng chưa dứt sữa nữa mà. Dạ tao không về nữa rồi sao? Tao không về đi rồi sao? Tao đứng đây nè. Solo một cái không? Ok, dứt mày, đây mày. Đây. Mày gay quá. Tôi mày. Ủa, vậy tao mày cân đám tụi này luôn hả? Ai biết. Mày thấy thua tới nơi rồi đó. Ủa, cận đi mày với. Đây, thả đi, đi. Đây, chờ tao chút mày. Đội này về là chết với tao liền. Ê, đợt này mình mò cáo kiến gán lên nhà chứ không thôi thua là nhục lắm á. Nè, mày không thấy trên tờ bữa cháu xì giờ bên cái chơi vui nè. Gán cờ lên. Thôi không sao đâu, đợt này nhìn mò cáo kiến không bị gì đâu. Ê Châu ơi, anh em mày đừng có nổ nữa. Anh em mình gán đi. Nổ hồi anh em mình bệnh xác luôn. Là khỏi mò cá luôn đó. Mày cứ tin tưởng tao đi. Thiệt. Ê, đi cho Khánh. Mấy tao ngoài đợi mày trước nha. Đâu. Ê, tao không biết tao đại ca hay mày đại ca nữa. Tao đại ca. Ghê. Đây. Đây. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay được một cái thông tin là đội của xóm Chùa Nổi nha các bạn đang thách đấu với đội N2 Vlog để mò cá lau kiến tại khu vực của cái khu vực này, khu vực gì ta? Khu Chùa Nổi luôn. Không, chùa. Tên lửa lộn. Cá gừa. Cái khu vực này khu vực cá gừa nha các bạn. Có nghĩa là hôm nay mình sẽ đặt tên cho cái đội này là đội của xóm Chùa Nổi. Sẽ cạnh tranh cùng xóm của nhà lá N2 Vlog. Xóm nhà lá N2 Vlog. Thì ngày hôm nay ông ai sớm ngọn nhà ông chú An ơi. Ok. Thì bây giờ như vậy. Bây giờ là ngày hôm nay theo như chú hỏi mấy đứa nè, bây giờ nếu mà đội của mình á mà mò cá lau kiến mà thua người ta, đội nào mò trước 10 con thì đội còn lại mò ít hơn á thì đi nướng cho ta ăn nhắm của anh, có làm nổi không? Nhớ nha. Thì bây giờ ai 10 con trước chiến thắng. Dạ. Đội nào 9 con đi nướng cho đội khác ăn. Dạ. Hoặc là 7-8 con hay là 1 con gì đó nha. Ok chưa? Ok. Vậy thì thôi, bây giờ chú cháu mình sẽ tổ chức cuộc thi cho hai đội, đó là đội xóm Chùa Nổi và đội N2 Vlog nha mấy đứa. Rồi thôi bây giờ thì cảnh vệ sẽ tiến ra để quay những hình ảnh của đội xóm chùa nổi để mò cá hôm nay như thế nào nha. Còn riêng mình thì sẽ quay cho anh hai vlog hai mò cá. Rồi giờ anh hai chỉ định là thí thần đi để nó chọn bên nào. Đúng rồi. Bây giờ mỗi một đội sẽ cử ra cho mình đại diện. Đại diện đây. Nhường đây. Đây hai tuổi. Rồi ok. Ừ đúng rồi đâu. Rồi thù xì coi. Coi đội nào giành cái bờ bên bên đường hả? Đây. 1 2 3 vô. Rồi qua thương chọn bờ bên kia. Rồi và nói qua đây. Và còn đây là đội xóm Chùa Nổi sẽ là ai? Đang cái là gì chứ em? Trời ơi tao chưa quay nữa thiệt khổ. Rồi ok bây giờ xuống luôn. Ủa mình bên nào? Bên đây nè. Bên đây hả? Bên đây hả?
Rồi đây. Wow. Cái này là thành viên của xóm chùa nổi. Đây, bây giờ là anh 20 lúc mình sẽ bắt đầu mò nhá. Xuống nước, mấy đôi, mấy đứa. Xuống nước là tỉnh rồi nha. Mò đi. Còn Hảo Hán thì với Hòa Thượng với lại Khánh Kỳ đang ở bên bờ sông mấy đây. Gần chặn lại rồi. Rồi mấy em bắt đầu mò cá đi. Sao anh nhiệm nhiều dữ ta? Đây, 2 người, 4 người, 6 người. Hồi nãy có 7 bạn nha các bạn, nhưng mà bạn kia có việc gia đình cho nên là về trước rồi. Đi cút đây. Mấy đứa có chiến thuật gì đấy mò cá cho nhanh mà cho nhiều không mấy đứa? Đi cút ra mò. Đi cút ra. Mò trong khe. Có không, có không? Không. Thấy không à, sao mà thấy có không thấy? Mới được có con ốc đắng bự. Trời ơi, đi mò cá lô kiến mà mò chút ốc đắng. Rồi bây giờ thì đồ của cần vệ đã em nè. Em mò được vậy hả? Vậy em nè. Cậu này mày cầm đi. Trời ơi, nó mò cá lô kiến mà thì nãy giờ tôi thấy là mò trúng vậy em không ta? Vậy em đây. Ốc đắng nữa nè. Ốc đắng nữa kìa. Đừng có đạp nước ơi. Nhẹ nhàng thôi. À, vậy em bữa nào. Vậy em, vậy em. Cái tem này mà mò vậy em hồi là thua đó nha. Tem. Tem đây là tới 6 người rồi. Tem của nó. Trứng này nha. Còn bên kia à? Rồi, okay. Nè. Vậy em nè. Thôi tranh thủ mà cá lô kiến đi mấy ông ơi. Mọi vậy em hồi là thua đó. Đây, nãy giờ thì đội ở bên anh Hai Vlog cũng chưa được con cá nào nha các bạn. Đá không bộ bà thưa. Đá. Quá thùng mua đi. Mình à, có vẹt mò luôn nha mấy đứa. Đông trứng chú em ơi. Rồi ơi, Khánh Kỵ đâu mà đông trứng ở đây nha. Còn bên kia à. Rồi, ok. Nè. Vậy em nè. Tính luôn chú An. Có cứ mò, có mẹ mò luôn. Được. Có trứng thì chuẩn bị có rồi đó quà. Ê, bây giờ chơi về luôn đi. Một là 10 con cá lô kiến, hai là 100 con mẹp. 100 con mẹp không? Cô có tiền không? 3 con à. Dẹp đây nhiều lắm. Anh cần sâu lắm á. Anh dẹp. Anh thấy ạ. Má sao không có... 10 con cá lô kiến hoặc 100 con dẹp, mấy đứa cứ tính đi. Thống nhất với nhau một cái chiến thuật. Ủa, ai mà nó chết vậy? Dẹp nữa nè. Quá hay. Đội này mò được 50 con dẹm rồi. 4 con dẹm. À, đội này chiến thuật là đây mò dẹm nha các bạn. Nữa nè. Mò dẹm đi. Bây giờ chia ra 3 đứa mò dẹm, 3 đứa mò cá là bao thắng luôn. Chỗ nhiều dẹm đấy. Nữa nè. Một đống dẹm luôn. Trời ơi. Hay. Đây các bạn nhìn nè. Đó. Nữa nè. Em mệt quá. Kinh thủ. Cố lên. Đây các bạn. Nhớ mò vẹt mới nha, mò vẹt mới nha. Bên mình nào. Một con cá. Hay quá, Hòa Thượng được một con cá rồi. Đây, bên đây, chỉ cần 10 con cá thắng 100 con vẹt. Hay quá, một con cá lô kiến đầu tiên cho Hòa Thượng nha các bạn. Một con. Kìa, được một con cá rồi, bên mở một con cá này lẹ mấy đứa ơi. Lẹ lại kiếm hang, đằng đẳng có hang hay gì kìa. Bốn con vẹt. Bỏ vô. Tranh thủ đi, lao hoài. Tranh thủ đi. Đừng quan tâm đến đội người ta, hãy quan tâm đến đội mình. Mấy con rồi. Mười mấy con dẹm. Em được thêm 4 con. Sao mấy đứa này có kinh nghiệm mò dẹm không có kinh nghiệm mò lá cá lô kiến không mấy đứa? Không có hàng. Đi hàng không có hàng hả? Đi chạy tới đi. Vậy là bên đây, bên có khu vực. Cố gắng được Hòa Thượng ơi, một con cá lô kiến cho đội của anh Hai Vlog. Chẳng lẽ team anh Hai Vlog mình mà để thua sống chùa nội hay sao mấy đứa? Ông em biết đó có hay vậy? Chỉ là bên đây, bên khu vực nó mọi con. Ê, có hả? Có kiến hả? Hay quá các bạn ơi! Team chùa nội được một con cá lô kiến. Ai, bỏ vô. Có chừng vượt nghe, có chừng vượt. Này các bạn. Dẹp nè, đây đừng con cá lô kiến nè. Đi qua các bạn ơi. Tiên trùng ảo được một con. Ha, bên kia là một con rồi Hòa Thượng ơi, chết rồi nè. Ôi, quá gì vui lên. Tôi nói không?
Đây, team chùa nổi đang tích cực mò dẹm các bạn ơi. Ủa, mò cá lồ kiến mò dẹm luôn. Rồi, bên kia sao rồi con bé? Dạ, được một con cá lồ kiến quá bự hay ơi. Rồi, rồi, ok, mày cố gắng đi. Đội của chú này không có rồi. Phía ngoài xa hoặc giờ xuống. Ôi, mò chúng ăn cá lồ kiến luôn. Hay quá vậy? Chạy không hề luôn rồi. Vô kìa phải không? Vô kìa. Cố lên, cố lên. Đây, Hảo Hán đang giữ cái thùng nha. Ta cho anh chú coi cái Hảo Hán đây, bên trong là một con cá lồ kiến nè các bạn. Với một cái trứng. À. Rồi, bên kia sao rồi con bé? Dạ, được một con cá lồ kiến quá bự hay ơi. Rồi, rồi, ok, mày cố gắng đi. Đội của xóm chùa nội đang đi ở phía bờ bên đó đó các bạn. Mình mà thắng là mình là vui nha các bạn. Còn thua thì mình làm giặc phải không? Đúng rồi. Rồi, tranh thủ lẹ đi ông ơi. Ông nãy là ông gáy nhiều đó, bữa nay ông thua đi là ông hoài lắm luôn. Thua cái nhục luôn. Thua cái nhục. Không có làm giặc đâu. Thua làm hầu quá. Rồi, con cá rô. Mà thương được con cá rô đã xảy rồi các bạn ơi. Chạy cũng có cá nữa đó. Team chùa nổi này lực lượng số quân rất là lớn nha các bạn. Tới 6 thành viên. Toàn là mò dẹm không? Tới 6 thành viên lận. Mấy hang này mò hết trơn Khang. Gần cạn hả? Tao mò dẹm à. Mò cá luôn. Đây, mò dẹm. Wow. Có khi nào mấy đứa đủ 100 con dẹm mà đủ 10 con cá luôn không? Wow. Đây, nữa nè. Các bạn ở đây kiếm rất là nhiều dẹm luôn nha. Mọi người. Nãy mình làm dẹm ăn, dẹm áo luôn rồi. Máy cắt này chạy đó các bạn. Nó bị cái ứa. Cố lên mấy đứa ơi, hình như là hồi nãy xỉn xùm thua cho nên là cái chọn cái bờ bên đây, chứ nãy nếu mà mấy đứa xỉn xùm thắng chắc chọn bờ bên kia đúng không? Là nhóc luôn. Tại vì bờ bên kia nó có rất là nhiều hang phải không? Đúng rồi. Thôi, tranh thủ lên. Lỡ xỉn xùm thua rồi. Ê Khánh Khỉ ơi, tình hình này không ổn rồi. Giờ chắc mình phải mò dẻ 100 con mới thắng được thôi. Ừ, vậy mình gắng mình mò 100 con đi. Nhiều lắm nha các bạn. Nhưng đội mình không qua lớn cho người ta phát hiện. Có móc quá. Hay có nè. Nè con này gọi là con trai nè. Ừ con trai là con bầu vậy đó. Với con nãy con. Hiện tại là chỗ này không có hang nha các bạn. Nên mình phải lại đằng đây. Trời ơi. Một tháng rồi mấy đứa gần đường trăm con rồi. Đâu? Nhưng nè coi coi. Như bự gì. Ô quà thượng nè, đây kia chứ coi quà thượng. Đây quà thượng nắm rồi nha các bạn. Có lý quá, dẹp luôn, dẹp luôn. Bây giờ mình quy định rồi nha, một là 100 con dẹp, hai là 10 con cá lồ kiến nha các bạn. Để cho mấy em tranh thủ cố gắng để mò. Có Khánh Kỳ. Nãy giờ mấy anh em mình toàn bắt dẹp không à. Kiếm cá lồ kiến đi anh em. Này thì chọn bên kia nha các bạn. Đội của xóm chùa nội đi khá là xa nha các bạn, múc vào đằng kia rồi. Đây, cái này Khánh Kỳ đã mò được một nắm rồi nha. Nãy giờ mò mới được có một con cá lô kiến, không biết chừng nào mới được 10 con. Tại vì bên này không có hang gì hết trơn. Lên trước đi, chỗ ngoài đây nè, đi, đi, đi. Lạ lắm. Có không? Có. Mấy bé ơi, giờ mò dẹm đi, tao thấy mò cá lô kiến không có khả thi rồi. Ừ, tao thấy vậy đó. Mò dẹm đi. Dẹm đi, dẹm quá trời luôn nè. Mò cá lô kiến đâu? Không có rồi. Các bạn ơi. Rồi vậy mấy đứa tranh thủ đi. Tranh thủ mò dẹp đi. Dạ. Cá ra luôn hả? Cá chưa. Bây giờ mình không mò được 10 con cá kiến thì mình quyết định là mình 100, mình mò được 100 con dẹp nha. Mình thế nào cũng thắng đội bên kia. Vậy luôn hả? Phải thế nào cũng thắng luôn hả? Vậy thì có lên nha. Em nó dễ, mình là được dẹp nhiều nhiều dẹp đó nha các bạn. À nhiều dẹp gì, tranh thủ đi, tranh thủ đi. Game này giải nghe nổ cho dữ vô điện thoại mà thua là nhục lắm đó. Đội mình không cần 10 con cá, mình chăm dẹp hắn gì chơi. Ok không Hoài Thượng? Ok ok. Về đi lẹ. Lần quân hoài. Đây lại đây lấy dẹp
đi, đợi em chứ sắp bị sắp được 100 con dẹm rồi đó. Rồi anh chuẩn bị đi nha. Chỗ này giờ là tiêu chí mò dẹm nha các bạn. Thấy địa hình không khả thi cho nên là tập trung mò dẹm nhiều hơn. Nó mất tiêu rồi. Trộn như lẹ. Có cá các bạn ơi. Đó này có tín hiệu là được đâu, thêm đâu. 2 con cá lóc kiến nữa nha các bạn. Đây tao kéo ra nè. Đây. Được chưa? Được chưa? Có không? Đây, không? Dạ đây. Kéo đi. Đâu? Rồi đây, đó, đâu đây này. Đâu? Wow, cá lóc kiến quá bự các bạn ơi. Ôi. Đâu. Cá lóc kiến bị tọt các bạn ơi. Cá bị tọt. Ở trên đây mượn ba đùm ở đùm. Hai con lại đâu? Đây. Ba con. Em này mò được con nữa là 3 con cá lóc kiến rồi các bạn ơi. Ba con ơi. Con rồi. Rồi tới công chuyện khu. Rồi tới công chuyện rồi. Đâu hòa thượng đâu cái cây. Nè, con sò luôn nè cho em. Ồ, hòa thượng được một con sò to quá. Hay quá hòa thượng ơi. Rồi đâu. Có cá. Đâu. Ôi ơi. Con thứ tư các bạn ơi. Con thứ tư rồi các bạn ơi. Đâu rồi nha, con còn chắc. Rồi, dẹm nữa nè. Đây. Dẹm đi, dẹm đi. 4 con rồi. Ôi con hả? Trời ơi, tim trùng nó được 4 con cá lồng kiến này nha các bạn. Rồi, tem bạn xin cái tuổi rồi. Cố gắng lên anh em ơi, còn 6 con nữa thắng rồi. À. Ok, đập. Quá hay nha, tim trùng nó hay dữ ta. Chắc kèo rồi. Ê, Sao? Bi, lên mở hang này Bi, cẩm thùng mở được. Mở cuối gặp đầu hang này không? Hảo Hán đang ở đây nè các bạn, Hảo Hán đang ngồi chỗ mò nha. Con dẹm mà sao, tại sao móc nó không lên? Nó vướng rồi nhỉ? Dạ. Đất sét. Kìa cắm kỳ lên kìa. Thôi mày lại đây, mày bỏ cho mấy tao bỏ cá, bỏ đầu vô đi mày ơi. Đi lẹ lên. Gây không à. Các bạn thấy không các bạn? Bắt mình cầm thùng rồi, đã đời chửi mình không các bạn? Này, tao cầm thùng cho, mày bỏ cái được con nào không? Từ từ để tao đi trước quyền đó một cái. Ôi, thằng kia cầm đi mày ơi. Tao bận mò rồi. Đâu mò rồi. Nè, cầm đi. Cầm đi. Đi làm sao cầm à. Đó, hòa thượng đang mò vẹn rồi các bạn. Vẹn không là vẹn luôn. Ô, dưới sức 100 rồi. Không thấy được. Đây, đang mò vẹn các bạn ơi. Giờ xem hai vlog đang mò vẹn nha. Để giao tranh với bên xóm chùa nội. Mấy con này không biết còn sống không ạ? Đủ 100 chưa nha, đếm 90 là cười chết luôn á. Con trai nè, cũng còn sống không. Rồi bỏ vô. Bỏ vô nè. Có cá, có mày ơi. Đâu, cá đâu? Đâu? Cá nè. Đâu? Nè. Wow, con thứ mấy rồi ta? Con thứ 5 không? Dạ. Trời ơi. Có cá anh Cận ơi. Gì? Em mò được nha. Wow. Đánh em là gì ơi? Tiêm chùa nổi được 6 con cá lóc kiến rồi. Mình không mò được cầu gì vậy? Thông báo tiêm chùa nổi được 6 con cá lóc kiến. Có thể gỡ kèo nha các bạn. Cái gì anh hai? Ủa đủ rồi hả? Trời ơi nghe đủ rồi mà không biết đủ cái gì, hình như đủ dẹm hay đủ cá gì không biết các bạn ơi. Đủ dẹm rồi. Mà đội bên đây là hình như là cũng có dẹm đây nè mà không biết đủ chưa nữa. Đúng rồi. Rồi vậy mà được 6 con cá lóc kiến phải không? Đúng rồi. Thôi bây giờ mấy đứa lên bờ đi. Rồi, lội về coi. Lội về coi đội nào thắng. Đây. Đi. Lên bờ. Lên bờ. 6 con cá lóc kiến rất là lớn luôn nha. Nghe đội mà nghe chú An nói hình như là đủ cái gì đó, đủ dẹm hay đủ cá lóc kiến gì đó không biết. Thì bây giờ đi về kiểm chứng để coi đội nào sẽ là đội thắng cuộc trong ngày hôm nay. Đi. Đi rồi. Lạnh luôn. Lạnh luôn. Luôn hết rồi. Đây lấy cái giác về luôn. Đâu, bây giờ thì đội của xóm chùa nội mang đâu có cây, mang sản phẩm của mình xuống đây. Đâu có nhiều đâu anh hai. Ủa sao nhiều dữ trời. Cá lóc kiến hả? Tại em bộ em chấp em không nói thôi chứ. Ờ, giấu hả? Dạ. Sao cá lóc kiến hả? Đó chắc nè. Nói bên xóm chùa nội. Bây giờ mình chưa có phân thắng bại tại vì lý do là đơn giản nhất là mình chưa có đếm xong. Ai nhiều. Chắc ra bây giờ mình là trọng tài sẽ tạo sự công bằng. Sau một thời gian nhất định đó nha bạn, thì tem của anh hai vlog nha
đội của xóm chùa nội là đâu, cái thùng là của ai đâu? Dạ thùng của. Và đây là số lượng của đội xóm chùa nội nha các bạn. Phải kiếm cái nào đổ lên. Hình như là gồm 6 con cá lóc kiến và 6 con dẹm. Rồi chắc nước ra giùm chú. Rồi, ba đô, đội của anh 20 lóc cho chú coi coi. Cho chú coi coi. Vậy là mình tuyên bố vậy. Thành thắng trong ngày hôm nay thuộc về đội xóm chùa nội nha các bạn. Mình chưa đếm mà. Thôi cần đếm. Đây người ta nửa thùng rồi. Thật sự nha các bạn. Không cần đếm. Chắc chắn một điều rằng thùng này rất là nhiều luôn. Đơn giản thôi là hơn 100 con rồi. Thôi thì ngày hôm nay team của anh Hai Vlog mình coi như là chấp nhận chịu thua sống chịu nổi nha. Sống chịu nổi rất là tuyệt vời. Ok, vậy là đã chiến thắng được Khánh Kỵ trong ngày hôm nay rồi. Anh Cẩn. Sao Khánh Kỵ bỏ trốn luôn rồi các bạn ơi. Nói chung là game này dễ thế à. Với lại trả được món quà chống tiền đó. Đó là hiện kiện kia. Và mấy em sau một thời gian nhất định thì tem của đội xóm chùa nội đã chiến thắng tem anh Hai Vlog rồi nha. Đây, anh Hai Vlog thì chỉ được chính xác khoảng 100 hoặc hơn 100 con thôi. Nhưng đây, đây là cái thùng của xóm chùa nội khá là nhiều các bạn. Ở dưới đây còn có mấy con cá lau kiến nữa. Sao cá lau kiến. Thì hồi nãy người chơi tao lấy cảm nghĩ rồi, cảm nghĩ của đội sống chùa nội như thế nào đó cho chú biết về cảm nghĩ của mình. Thành viên lên tiếng rồi. Ai? Thanh Nậu. Chào Thanh Nậu đây. Thanh Nậu có những gì nói cho các bạn nghe coi. Mình rất là vui nha các bạn. Hồi nãy mình gáy mình tưởng mình thua rồi. Ai ngờ mình thắng nha các bạn. Vui không? Vui. Thì thôi bây giờ chú cháu mình sẽ lên bờ và nướng cá thôi nha các bạn. Let's go. Ok lên bờ đi rồi. Tem Hai Vlog sẽ nướng cho bên xóm chùa nội anh nha. Theo như dự kiến á, là tem mình thua nên giờ mình sẽ nướng cho mấy ta tem bên chùa nội ăn nha các bạn. Đây, tụi mình sẽ đốt đây. Rồi, đốt lửa đi. Đốt đi, mình bẻ ra. Lửa. Hôm nay mình rất là vui khi được giao lưu với tem anh Hai Vlog. Cho dù thắng hay thua gì nữa là cũng sẽ vui nha các bạn. Giờ mình sẽ đốt tranh thủ đi nướng cá nha. Hôm nay rất vui. Vì tem mình mò được 6 cá lóc kiến nha các bạn. Giờ bên đây đang châm lửa nướng cho mình ăn nha các bạn. Trời em nắng anh phải nướng chứ. Công nhận là tem anh Hai Vlog uy tín ghê. Chắc lên tới đây mà không uy tín gì cũng kìa. Bây giờ mình sẽ nướng cá cho bên xóm chùa nổi ăn nha. Chưa. Đây, cá đây. Tự chui đầu vào lửa đi. Anh Cận ơi, mấy nướng cá này mấy mình ăn chung đi anh Cận. Mấy mình chơi vui thôi đâu, đâu có chơi gì đâu không Cận. Ok. Vậy mấy anh sẽ ăn chung với tụi em luôn. Dạ, nhớ đừng ăn nhiều được rồi. Gì? Cho ăn mà không cho ăn nhiều nữa hả? Chứ em nó nói chơi nha các bạn. Đâu bây giờ thì mấy đứa giới thiệu tên từng thành viên coi. Rồi đầu tiên là em nè. Em là Trần Phước Vĩnh. Rồi em là em tên Trần Quốc Thái. Rồi còn em. Em tên Như Quốc Thái. Còn em tên gì? Dạ, em cái tên Châu. Phát Tài. Ủa vậy sao nãy nè? Tại tên thiệt cái đó tên giả. Tên kêu ngoài phải không? Dạ. Rồi còn em? Em Trần Dĩ Kha. Còn em em tên gì? Em tên Đặng Duy Khang. Đây team chùa nổi hôm nay cũng khá là xuất sắc khi chiến thắng team anh Hai Vlog nha các bạn. Mồi rất là nhiệt tình luôn. Thì thôi bây giờ mấy anh em mình ăn cá đi mấy đứa, rồi tranh thủ đi về. Dạ. Dạ. Các bạn ơi, cái này đông quá bởi vì mấy anh em mình cảm giác như cái chạy tị nạn vậy các bạn. Mỗi người ngồi góc ăn các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha các bạn. Lấy muối. Ủa muối đâu? Ôi ôi con cá. Ủa chấm quá. Mời các bạn cùng ăn nha. Đây muối ở đây anh Cận ơi. Đây mẫu bạn ăn nha. Đó, vô cụm luôn. Mời các bạn cùng ăn nha. Ngon quá trời luôn. Ngon không à? Đây. Đây, mình mời các bạn cùng ăn nha. Nè, em ăn đi. Rồi, anh em mình ăn cùng một con. Mời các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Sao ngon không mấy đứa? Ngon. Có điều hơi nóng không? Mời các bạn nha. Đang lột luôn. Rất là ngon các bạn ạ. Quá nóng. Sao? Mấy đứa thấy bữa nay là trải nghiệm vui không? Vui. Vậy mai mốt có gì team anh Hai Vlog lên đây thì mấy anh em mình cùng giao lưu tiếp ha. Dạ. Ok. Sao mấy đứa ăn cá thấy ngon không? Ngon. Cá này anh em mình bắt mà cho nên là ăn thấy ngon đúng không?
Thôi ăn tranh thủ về mấy đứa ơi. Các bạn ơi, thì mấy em cũng đã nướng cá lóc kiến và ăn cũng gần xong rồi. Thì thôi hôm nay mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha. Và đây hôm nay được tem của mình giao lưu với tem xóm chùa nội cũng thấy rất là thú vị nha. Các em trong xóm chùa nội cũng rất là giỏi. Và đặc biệt hơn nữa là bắt cá cũng hơi là khéo nha. Thì thôi chắc chú cháu mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì để lại cho anh em mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ team anh em mình nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye.